sạc nhanh 2 giờ, sử dụng trong nhiều ngày, có GPS, có kháng nước nữa. Ngoài ra thì nó còn có cả chế độ chăm sóc sức khỏe 24/24 giờ nữa, tích hợp với nhiều bộ môn thể thao. Và tất cả những thứ đó có ở trên tay mình. Đây, Amazfit GTR Mini, chiếc smartwatch mới ra mắt trong tháng 5 vừa rồi. Nào, bây giờ hãy cùng mình unbox nhanh và đánh giá nhanh xem chiếc smartwatch này có những điều gì nổi bật nhé. Nó sở hữu màn kính cường lực với tấm nền AMOLED và nó có kích thước là 1,28 inch với độ sáng cực cao. Khi mà mọi người đi ra ngoài trời sáng này hay là thời tiết nắng nóng như thế này ấy, thì nó hoàn toàn có thể cho độ hiển thị rõ, và cái độ sáng của nó chỉ tầm 50% thôi là nó hoàn toàn có thể cho cái độ hiển thị rất là nét này và sáng rồi. Ngoài ra thì nó còn có thêm tính năng là màn hình chờ nữa. Thì mình thấy rằng ở cái tính năng màn hình chờ này ấy, thì nó không cần thiết cho lắm. Khi mà những loại đồng hồ của Amazfit này á, nó chỉ cần nâng tay lên thôi là nó đã nhận diện mặt lên rồi. Giao diện của nó ở xung quanh mặt tròn này thì không nói làm gì rồi. Từ cái vuốt này, cái chạm này, mọi thứ nó đều rất là nhanh, gọn và lẹ. Nó không thua kém gì so với những chiếc smartwatch khác. Nhưng mà nó thua mỗi con Apple Watch thôi. Thua có xíu xíu à. Về trách thể thao thì chiếc smartwatch này nó có đầy đủ các tính năng, nó không thiếu một thứ gì cả. Nó có hơn 100 bộ môn thể thao. Các bạn đi ra ngoài đường mà không mang điện thoại nhưng lại muốn ghi lại cái quãng đường mà mình đã đi thì đừng lo. Chiếc đồng hồ này nó đã được tích hợp GPS thì nó có hoàn toàn có thể ghi lại quãng đường mà các bạn đã đi này. Ngoài ra nó có thể tìm được điện thoại của các bạn khi mà các bạn thỉnh thoảng bị não cá vàng ấy. Hay là đeo nó khi đi bơi này, các bạn hoàn toàn có thể yên tâm về chế độ tập luyện ở dưới nước khi mà nó được trang bị khả năng kháng nước này, hay là đi bộ, đạp xe. Ngoài ra thì nó còn có các tính năng như là đo nhịp tim này, đo nồng độ oxy trong máu này, hay là theo dõi giấc ngủ này. Pin của chiếc GTR này thì nó cực kỳ trâu luôn, khi mà nó có dung lượng lên tới là 280 mAh. Theo như hãng quảng cáo thì thời gian dùng hết pin và sạc lại thì nó có thể dùng tới 14 ngày. Còn bật ở chế độ tiết kiệm pin thì nó có thể lên tới là 20 ngày. Tuy nhiên thì các bạn là người thường xuyên đi bộ này, hay là tích hợp GPS để hoạt động cả ngày ấy, thì mình nghĩ rằng nó sẽ không tới 14 ngày đâu. Các bạn hoàn toàn có thể yên tâm về dung lượng pin của chiếc đồng hồ này, khi mà cái dung lượng pin của nó phục vụ cho các bạn được lên tới hơn một tuần cơ. Về kết nối thì chiếc đồng hồ này nó hoàn toàn có thể kết nối được với Android này hay là iPhone này, và chỉ có một điều nhỏ là nó không có nhận được cuộc gọi trực tiếp. Nếu như mà các bạn muốn tích hợp nghe này và gọi có loa ở trên chiếc đồng hồ này ấy, và nó có kiểu dáng gần giống như thế này, thì các bạn có thể tham khảo chiếc GTR 4 này. Nói nhỏ nhá, nghe gọi ở smartwatch chỉ xương xương thôi cho có thôi, chứ nó mà rõ ràng như điện thoại thì còn lâu. Với thiết kế đơn giản mà tinh tế nhỏ nhẹ như thế này ấy, thì mình đánh giá cao về độ hoàn thiện của chiếc smartwatch này. Tuy mỏng nhẹ từ cái mặt kính này, cái khung viền này hay là cái dây đeo silicon ấy, thì nó hoàn toàn không khác gì so với chất lượng của chiếc đồng hồ thông minh khác ở trong tầm giá 3 triệu đồng. Nếu như các bạn thích đồng hồ đẹp này, thiết kế lại còn sang trọng nữa và nó là có mặt tròn như thế này, thì chiếc GTR Mini này hoàn toàn sẽ là một trong những lựa chọn tốt nhất. Và chiếc đồng hồ này nó rất phù hợp với những người có cổ tay nhỏ này, để cả nam này hay là nữ nữa. Như mình này, cổ tay mình nhỏ này, mình hoàn toàn đeo nó rất là thoải mái và phù hợp luôn. À quên nữa, chiếc đồng hồ này còn có một cái nút ấn xoay menu. Tuy nhiên thì nút ấn này nó chỉ ấn được chứ không có xoay đâu nha mọi người. Và đó là những thứ mà chiếc đồng hồ này mang lại. Còn các bạn nghĩ sao về chiếc đồng hồ này? Hãy comment ở phía dưới nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo nha. Bye bye.